Sẽ làm cúc chua ti cả nhà. Xin mời các mình vô bếp với các mình nha. Nè, ngon không? Ngon cả nhà. Wow wow wow. Hello, chào các bạn. Mình hôm nay các mình làm chim cúc chua ti này cả nhà. Mới đặt này, 5kg chim cúc này cả nhà, rất là ngon luôn. Gáp không giao lại luôn cả nhà, tới nhà luôn. Chim cúc rất tuyệt vời, rất tươi, ngon cả nhà thấy không? Các mình sẽ làm hướng dẫn cho tôi làm chim cúc chua ti nha. Dạ. Yeah. Chim cúc nuôi ăn cũng được lắm. Chim cúc nuôi cả nhà. Rồi mình rửa rồi. Rồi mình xuống xong mình sẽ quay cho cả nhà xem nha. Có thành phần gì chúng mình sẽ đưa vô cho nha. Kính thưa quý vị, thì ở đây là các mình sẽ chuẩn bị nè, đây là 3 ký cúc rồi cả nhà, 3 ký cúc nha. Đây chim cúc rồi cả nhà. Dạ. Chim cúc và cu đất cũng vậy. Không, mình không biết hồi nãy phải đâu cu, đó là nàng cu chứ mấy cúc. Là cãi với gia đình đó, nói là nàng cu. Không cười quá. Đây chuẩn bị nè cả nhà ơi, nhà dầu hào một chén nè, một chén nước chấm nè cả nhà, cà no một chén nước chấm. Đây là bơ một cục này chắc khoảng 60g. Dạ. 60g đến 50g nha. Dạ, cái này là 3 muỗng tiêu. Mà cho mình 3 muỗng tiêu, 3 muỗng cà phê tiêu nha cả nhà. Dạ. Cái này tương ớt. Tương ớt này các mình sẽ cho là nửa chai tương ớt đó cả nhà, tại vì 3 kg nha. Nước mắm nửa chén nước mắm, nước tương nửa chén nước tương. Tí xíu bột ngọt, nửa muỗng canh bột ngọt nha, một chén đường. Dạ, ngũ vị hương và dầu ăn. Rồi. Đó, là tỏi xả bầm cái gì. Tỏi xả bầm thì các bình này. Ăn bầm tỏi xả nè. Dạ. Đó, bầm tỏi xả nha. Rồi các bình sẽ ướp. Để chị hướng dẫn quý vị làm, quý vị ướp nha. Đó. Cả nhà nhớ nha quý vị, đây nè. Gia vị gồm có nè ha. Dầu hào nè. Cà no nè. Bơ tường ngang nè. Tiêu nè. Tương ớt nè. Nước mắm nè. Nước tương nè. Đường nè. Bột ngọt. Ngũ vị hương. Dầu ăn. Một cái chảo. Và xả bầm, tỏi bầm. Nha cả nhà. Nếu mà quý vị có hành lá thì quý vị để hành lá vô, hành lá cộng á, quý vị đâm ra cũng được. Còn bây giờ không có hành lá. Rồi gia vị rồi đặt tất cả hết trên nè. Mình làm sẽ làm cúc roti cả nhà. Còn nước dừa một chút xíu thôi, thôi mình sẽ quay, tại vì không có bọc nước dừa ở đây. Cái này thì khoảng 2 lít nước dừa ha. 3 cái cúc này 2 lít nước dừa cả nhà. Hello cả nhà. Mình cho bằng xả với tỏi nè. Hôm nay cái nào chị cắt ra thôi cả nhà. Em quay có chút mà còn hết pin nữa, hết pin này em cố gắng em quay đó. Bây giờ dầu cũng đấy là cho sôi đẳng rồi đó cả nhà. Mình sẽ hướng dẫn cho quý vị làm nghe chút này nghe. Không phải là dễ làm đâu quý vị, cũng khó làm đó quý vị. Các mình cũng học hỏi thêm đó. Dạ, chứ không phải món nào các mình cũng biết làm. Nói chung cái nào mình cũng phải học, không thầy đố mày làm nên cả nhà. Cái này xả với tỏi nè. Ôm sừng con, bị đồ. Đây. Xả với tỏi nè. Các mình sẽ cho một nửa vô đây. Một nửa vô đây nha. Một nửa vô cúc thôi. Dạ. Yeah. Còn các mình sẽ cho một nửa vô dầu. Đây. Một nửa cúc. Xả với tỏi nè cả nhà. Ha. Rồi các mình sẽ cho trong đây là nước tương nè, nước mắm nè, tương ớt nè, cà no nè, đường, đường muống một cọng bột ngọt, dầu hào, cục bơ, cục bơ nè. Đây là tiêu. Dạ. Đây ngũ vị hương. Ngũ vị hương. Ngũ vị hương mình sẽ cho trong đây là mình nửa bọc thôi. Dạ. Nửa bọc ngũ vị hương thôi cả nhà. Rồi mình sẽ trộn đều lên. Cái bàn tay sạch nha, trộn lên luôn. Trời ơi, tiêu cứ sạch. Trời ơi, tiêu nó sặc, em dữ dằn. Cái này bơ nè cả nhà bóp cái bơ nè.
thơm lắm, chút xíu nó thơm dữ dằn lắm các bạn nè. Dầu các bạn để trong đây nè, chút xíu mình sẽ để thăm cho đây, chút xíu mình sẽ tao lên cho thơm, là mình để vậy thôi nha các bạn. Mình lo cái này trước đi. Bóp cái nhà, bóp bơ tha đều của con cút. Nó thấm á, một chút xíu còn 2 lít nước dừa nữa. Nó bào quyện với nhau là ok rồi cả nhà. Đó, các bạn để đây khoảng nửa tiếng nha các vị. Nửa tiếng 15 phút cũng được, rồi các bạn chiên. Ok, đó. Cái gì đây cả nhà. Tay em vừa quay em vừa làm nữa cả nhà. Chúc cả nhà vui vẻ nha. Vậy em phải tắt cái này. Đó, cái món này không phải là dễ làm. Nói chung mình làm á, các mình cũng phải học thêm, hỏi thầy. Đó, chứ không phải là có món nào các mình cũng biết làm nha các vị. Đó, đây là cút roti cả nhà. Cái mình á, người ta không để bơ nhưng mà các mình sẽ để bơ cho thơm. Dạ. Đó. Đó, thơm lắm cả nhà. Thơm dùm quá con. Đây nè, cút mình thế nha. Mình để 15 đến 20 phút đến nửa tiếng, nếu vì có thời gian thì để nửa tiếng cũng được. Dạ. Cái bơ này. Thấy là tha đều lên. Thơm lắm. Cái này có xả tỏi nè. Trời ơi, 13 gia vị trong đây đó quý vị. Quý vị thấy cái mình quay không? 13 cái gia vị trong đây đó. Rồi để yên đó nha. Đây tỏi cái mình đã phi lên này cả nhà. Rồi mình sẽ bỏ cúc vô nha. Cái này sẽ bỏ cúc vô. Để một lượt cũng được nha. Cái nhà để một lượt cũng được nha. Không cần sắp cho nó đẹp nha. Nó không cần sắp cho nó đẹp, các bạn để như vậy. Đó. Để vô nha, để vô lần lần nha, để vô từ từ, để vô lần lần nha. Đây. Các bạn để hết được cũng được nha. Các bạn chắc là bao nửa thôi. Một nửa của mình sẽ để tủ lạnh. Tại vì nước gia vị trong đó rồi, mình không có canh nữa các bạn. Gia vị mình đủ trong đó rồi nha, mình không có sợ. Đó. Nửa tiếng đồng hồ xong rồi đó. Bây giờ các bạn muốn làm bao nhiêu làm, còn bao nhiêu các bạn để tủ lạnh thôi. Nghe cả nhà, đó. Cái không cần thiết là mình phải làm hết cái này. Đây là mình ướp cái công thức mình ướp vậy thôi. Rồi, các bạn sẽ làm bao nhiêu thôi, còn nhiêu thì mình để tủ lạnh khi nào không làm tiếp. Nè, để ở đây nè, nửa nè. Các bạn làm không nữa thôi. Các bạn muốn cho có màu đẹp, các bạn để chút xíu 2 muỗng màu điều vô nha. Rồi nước dừa chút xíu mình sẽ để. Nó màu chín lắm nghe, mấy con này nó màu chín cực kỳ luôn cả nhà. Nếu mà làm gì mình bớt nước dừa lại các vị, mà làm 1 lít thôi, cái nãy là 2 lít nha. Còn nếu mà làm hơn nữa thì các vị làm 1 lít thôi. Thôi cái nhà. Không bao giờ tâm, tại vì nó có xả, tỏi, ngũ vị hương, tương ớt, dầu hào, rồi tiêu, rồi tỏi, đường, với bột ngọt, nước mắm. Ôi, 13 vị trong đây, cái này thấy không? 13 vị trong đây. Không bao giờ nó tanh được, do người làm thôi. Có người làm rất là tanh nha. Ở ngoài đường có vị nó tanh lắm. Họ làm thật khẩu gia vị không phải như mình. Mình làm mình không hạ tiện gia vị, người ta rất là thơm ngon. Yeah. Rồi, các bạn sẽ đẩy hết lại nha. Để nắp lại khoảng 5 phút. Thấy không? Các bình sẽ định để cho nó vừa. Nhưng mà cái nước dừa ngoài này các mình cắt ra rồi nè. Nó có ra đồng đá đó. Ngoài ra các bình sẽ để vô luôn. Đây là cái này. Các bình sẽ để nước dừa vô luôn. Cục dừa trên bé đây. Dừa đen đen nha. Thôi để nó chưa còn tan quá. Cả nhà thấy không? Để như vậy nè. Đẩy nắp lại nha. Các mình sẽ đẩy nắp lại. Tại vì nước đá còn đá. Đây này cả nhà, mình bỏ cái bọc này để tủ lạnh để dành ăn nha cả nhà. Còn cái nước này mình để lát để nguyên kia. Đấy, để tủ lạnh nha, để dành ăn. Nó mình làm bao nhiêu thôi. Có làm để coi, tại vì có nước đá, các bạn đây nghĩ là nước dừa nước, mình đang tủ đông để ra đó. Đây các mình để vô một lượt luôn, chút xíu nó tan nước ra. Nước dừa nó hòa chung với nhau với cái này là được rồi. Rồi chút xíu mình sẽ mở đây nha. Để 10 phút nha.
10 phút rồi. Đây là 10 phút rồi. Wow, nước đá chưa tan nữa, chưa hết nữa. Rồi các mình sẽ để cái nước này vô nè, cái nước nãy nè cả nhà. Đây để vô nha cho nó đều thấm nè cả nhà. Rồi các bạn sẽ để trong vòng 15 đến 20 phút nữa. Ha, dở ra tiếp. Đậy nắp tiếp cả nhà. Đây nè cả nhà, 15 phút sau, wow, nước đá đã tan hết rồi nè. Rồi các bạn sẽ đậy tiếp nha. Các bạn sẽ đậy tiếp cái này là khoảng là 20 phút nữa. Dạ. 20 phút nữa mình sẽ mở nha cả nhà. Đẹp không? Màu đẹp không? Tương ớt nó ra nè. Màu tương ớt nó ra nè cả nhà. Không cần để màu nè. 25 phút rồi cả nhà, mình sẽ dỡ ra nha. Wow, cái này thấy không? Wow, cái này sẽ sắp được nè. Cái này đợi khoảng 7 phút nữa là ok, nhắc xuống được nè cả nhà. 7 phút nữa là ok rồi cả nhà. Cái này thấy màu không? Ngon không? Ngon không? Sắp thành sản phẩm rồi nè. Cúc roti nước dừa ngon lắm. Ngon cả nhà. Sẽ mở cái nắp ra luôn nha, khoảng 7 phút nữa mình tắt lửa, mình lại đây gấp ra là dừa cả nhà. Chúc cái nhà làm món cúc roti thì thật là ngon nha. Đó. Dạ. Xin chào và hẹn gặp lại, nhớ đăng ký kênh cho các bạn nha. Nha. Hôm nay các bạn sẽ làm món cúc roti nha, hướng dẫn tất cả các vị nha. Các bây giờ biết cái khánh bình nha, cúc roti và gà roti với lại cua đất roti giống nhau hơn cả nhà. Dạ. Nhưng mà ướp công phu lắm, 13 vị trên đây. Dạ, rất không phải là dễ dàng nha các vị. Xin mời các vị cho biết cái bình ga. Xong rồi. Mình sẽ xin cá chuyển nó mặt hả? Xin cá chuyển cơm thôi cả nhà ơi, mình sẽ để ra dĩa nha. Đây cả nhà ơi. Đây, cúc roti đã xong rồi nè. Các mình cho ra dĩa nè. Đó, ngon không, ngon không? Ngon không, rất tuyệt vời không? Cho ra dĩa nè cả nhà. Wow, thơm quá, thơm quá, khói ngon ngút thì cả nhà thấy không, khói ngon ngút luôn. Rồi chúc cả nhà làm cái món cúc roti này thật ngon nha. Cái này nhậu với ăn cơm hết sảy luôn, em bé cũng rất là thích, người lớn cũng rất là thích, người già cũng rất là thích luôn. Rồi chúc cả nhà vui vẻ hạnh phúc, nhớ đăng ký kênh cho hết mình nha cả nhà ơi.